Thầy xin chào tất cả các bạn và toàn thể các em. Chào mừng tất cả các bạn và các em đã đến với bài học ngày hôm nay của thầy trò chúng ta. Nào, hôm nay chúng ta sẽ cùng bước đến một bài hình tiếp theo ở trong chương học về phương pháp tọa độ trong mặt phẳng các em nhé. Đó chính là bài đường tròn trong mặt phẳng tọa độ tiết đầu tiên. À, các em thân mến, giống như thầy đã giới thiệu với chúng ta thì trong trường này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các cái đối tượng đó là đường thẳng này, đường tròn và ba đường conic. Đó, trong ba đường conic thì chúng ta sẽ học là về đường đường cong elip này, đường elip này nhé, Đó, đường hyperbol và đường parabol. Đấy. Thế thì cái đường tròn này có thể nói là tiêu biểu và rất là quan trọng đấy đường thẳng và đường tròn thì được coi là quan trọng nhất còn chính ra thì ba cái đường conic phía sau ấy, thì thực ra là ngày xưa thì nó rơi vào cái phần mở rộng thêm thôi đấy thì nó không nói chung là người ta không đòi hỏi phức tạp về phần đó thế nên là phần đường tròn này chúng ta phải nắm được cho thầy các em nhớ nhé rồi các bạn và các em thân mến cái bài học về đường tròn trong mặt phẳng tọa độ này mình sẽ chia ra thành 3 tiết các em nhé tiết một hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách viết phương trình đường tròn được không nhỉ? Có những cái phương trình dạng như thế nào. Và uh, tiết thứ hai chúng ta sẽ cùng học về uh, phương trình tiếp tuyến của một đường tròn tại một điểm. Đấy. Và uh, tiết thứ ba thì chúng ta sẽ cùng làm các bài tập trong sách giáo khoa. Ok không? Đó, chúng ta phân dạng ra như vậy học nó sẽ uh, đơn giản nhẹ nhàng và hiệu quả. Nào, các em sẽ cùng mở sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống ra nhé Chúng ta cùng đến với uh, bài ngày hôm nay, đó chính là bài số 21. Đường tròn trong mặt phẳng tọa độ. Ở trong bài này thì chúng ta sẽ có những cái thuật ngữ như là thứ nhất là đường tròn đấy muốn xác định đường tròn thì chúng ta cần phải biết đó là tâm và bán kính của đường tròn đó đó và từ đó thì chúng ta sẽ uh, dựng được phương trình đường tròn kem sẽ có hai cái loại phương trình đường tròn đó là phương trình tổng quát và phương trình chính tắc của đường tròn đấy và sau bài này uh, trong cái tiết hai thì mình sẽ học về phương trình tiếp tuyến của một đường tròn Uh, phương trình tiếp tuyến của đường tròn chính là phương trình của một cái đường thẳng đấy mà nó sẽ tiếp xúc đường tròn tại một điểm nào đó thì đấy gọi là tiếp tuyến ngày xưa đã em học rồi giống như là hồi mà ta học uh, uh, đường thẳng và đường cong parabol đấy đúng không mà khi cái phương trình hoành độ giao điểm có nghiệm kép thì bọn chúng tiếp xúc nhau đấy đấy thì ở đây tương tự như thế uh, đường đường thẳng và đường tròn cũng có cái trường hợp tiếp xúc nhau thì đấy gọi là tiếp tuyến đấy cũng là cái bài toán rất là quan trọng em nhé Đấy, và sau khi học xong bài này thì chúng ta cần có chuẩn kiến thức kỹ năng thứ nhất là chúng ta phải làm được cái dạng bài đó là lập được phương trình đường tròn khi biết tọa độ tâm và bán kính người ta đã cho trước. Hoặc là biết tọa độ của ba điểm mà đường tròn đi qua thì chúng ta phải lập được phương trình đường tròn. để đấy là một số cái dạng bài toán. Cái thứ hai đó là người ta cho mình một phương trình đường tròn rồi thì mình phải đọc lại được đó là tâm và bán kính, tức là xác định được các yếu tố của nó. À ok không? Cái thứ ba đó là chúng ta phải lập được phương trình tiếp tuyến của một đường tròn khi biết tọa độ tiếp điểm. Tiếp điểm là cái nơi mà chúng tiếp xúc nhau ấy, đấy người ta cho cái chỗ đó thì em phải dựng được cái phương trình đường thẳng tiếp tuyến. Ok, đấy tức nó cũng chỉ là viết phương trình đường thẳng thôi nhé. Ừ. Và cuối cùng là thứ tư, vận dụng được các kiến thức về phương trình đường tròn để giải quyết một số bài toán liên quan đến thực tiễn. Đấy, cũng giống như các bài trước đúng không? Nào, các em thân mến, người ta có giới thiệu với mình như sau, cũng như đối với đường thẳng thì việc đại số hóa đường tròn cũng sẽ gồm hai bước. Bước 1 là chúng ta sẽ thiết lập đối tượng đại số tương ứng tương ứng với đường tròn và ta gọi đó là phương trình đường tròn. Tương tự như là phương trình đường thẳng ấy, các em thấy không? Thí dụ như là uh, viết phương trình đường thẳng thì chúng ta cần phải biết được một điểm, ít nhất một điểm nó đi qua và biết được một cái vectơ mà nó định hướng, ví dụ như là vectơ chỉ phương hoặc là vectơ pháp tuyến đúng không? Đấy thì chúng ta mới xác lập được uh, một đường thẳng duy nhất như thế. Đấy. thì trong trường hợp đó chúng ta đã uh, chứng minh bằng các cái uh, công cụ chúng ta đã sử dụng các mối quan hệ song song, vuông góc các thứ và chúng ta đã thiết lập được ra các cái phương trình tổng quát, phương trình tham số của đường thẳng đấy. Thì đấy, đấy gọi là việc đại số hóa cái đối tượng hình học. Thì trong trường hợp này, đường tròn cũng sẽ được làm như vậy. Đúng không? Chúng ta cũng sẽ phải cần biết ít nhất là hai yếu tố. Đúng không nhỉ? Chỉ cần hai yếu tố thôi, chính xác là hai yếu tố, đó là uh, tâm và bán kính. Giống như là khi em em dùng một cái compa để em vẽ Uh, đường tròn em có công nhận không thì cái 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 chân nhọn nhọn compa ở giữa nó phải đặt đúng vào vị trí tâm và kem sẽ mở khẩu độ compa ra một cái đoạn mà nó sẽ đúng bằng bán kính sau đó em quét lên một vòng thì nó sẽ tạo ra đường tròn kem công nhận không đấy chúng ta phải có xác định rõ ràng hai yếu tố này thì đấy chúng ta sẽ đại số hóa thiết lập ra một cái mối quan hệ những điểm thuộc trên đường tròn thì nó sẽ phải thỏa mãn cái điều kiện gì và từ đó chúng ta sẽ dùng cái điều kiện đó để thiết lập ra phương trình đường tròn nhé. Đó, đó gọi là đại số hóa từ hình chúng ta chuyển thành một cái phương trình giống như kiểu công thức ấy, gọi là đại luôn. và cái thứ hai đấy chuyển các yếu tố liên quan từ đường tròn tự chuyển các yếu tố liên quan tới đường tròn từ hình học ta chuyển sang đại số. đấy sau khi mà chúng ta lập được phương trình đường tròn rồi thì về sau chúng ta có thể giải quyết được rất nhiều các cái bài toán. đấy ví dụ như là uh, tìm tâm bán kính là một này viết phương trình thức tuyến là hai này rồi xét vị trí tương đối của đường thẳng đường tròn hoặc là hai đường tròn với nhau đúng không nhiều khi không không cần phải vẽ ra mà chỉ cần uh, uh, có được phương trình của chúng này chúng ta sẽ làm được bài rồi đúng không giống như là em có nhớ parabol với đường thẳng đấy không ừ. uh, nhiều khi không cần phải vẽ ra nhưng mà chúng ta chỉ cần uh, giải phương trình hoành độ giao điểm là chúng ta cũng sẽ đọc được các cái tọa độ giao điểm rồi ví dụ như thế chuẩn chưa thì đấy chính là chuyển từ hình học sang đại số đấy kia cái này nọ thế Rồi, các bạn và các em thân mến, chúng ta sẽ cùng đi vào cái chuyên mục một nhỏ đầu tiên, cách xây dựng ra cái phương trình đường tròn. Các em cùng tập trung để ý vào nhé. Phần này đơn giản, dễ hiểu lắm, không khó đâu. Nào, chúng ta nhìn lên hình 7.13. Các em có thấy người ta vẽ cho em một cái đường tròn chưa? Tâm gì? Tâm y, tọa độ bao nhiêu? Chúng ta nhìn thấy chúng ta giống vào trục hoành trục tung đi thì tâm y này của em sẽ có tọa độ AB. Và bán kính là gì ấy nhỉ? R. Các em có thấy là có một điểm M có tọa độ XY mà nó di động ở trên đường tròn này không? Người ta nói Đường tròn tâm y bán kính R chính là tập hợp của những cái điểm M mà thỏa mãn điều kiện khoảng cách IM đúng bằng R. Quá chuẩn rồi, đúng không? Đó. Đầu tiên, ta phải để ý, muốn xác lập được đường tròn, ta phải biết được cái tâm của nó đặt ở đâu, giống như cái compa ấy, ờ ừ, em phải đặt chân ở đâu. Chọn một điểm nào đó cho trước làm tâm, sau đó chúng ta sẽ mở khẩu độ compa ra một đoạn, đúng không nhỉ? cái đoạn đấy chính là đoạn im và đoạn này sẽ phải đúng bằng bán kính ta dự định trước, đúng không nhỉ? đó r đấy, ừ. đó ok. như vậy đường tròn chỉ là tập hợp của vô số các điểm gì? điểm m mà nó di động vo ve, đúng không nhỉ? di động chuyển động uh, xung quanh cách đều một cái điểm y nào đó cố định cho trước, đúng không? đó Giống như là ở Y này là một cái đĩa thức ăn Đúng không? Nó cố định cho trước Ở trong mặt phẳng rồi, đứng yên tại chỗ nhá ừ. Còn M là những cái chú gì ấy nhỉ? Là những cái chú ruồi bay vo ve xung quanh Chỗ này ví dụ Thực tế một tí nhưng nó dễ hiểu Có đúng là M là những cái, 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 cái bạn ruồi không? Những cái chú ruồi bay vo ve xung quanh Cả một đàn ruồi bay xung quanh đĩa thức ăn này Và nó cứ cách đều cách đều một đoạn đúng bằng R Ta hiểu chưa? Thì tập hợp của những cái chú ruồi đó Làm thành một đường tròn như vậy đường tròn có thể ký hiệu là đường tròn c đường tròn đường tròn nhỉ và đường tròn c này là có tâm y bán kính r được chưa nhỉ? Thì nó chính là tập hợp của vô số những điểm M mà thỏa mãn sao cho IM đúng bằng bán kính R và đây là một hằng số dương không đổi. R là một hằng số dương công nhận không? Không đổi. Phải dương rồi, R phải là dương. Còn uh, Y thì cố định cho trước. Y thì cố định Thế thôi, ta hiểu chưa? Đơn giản Đấy, có thể hiểu theo kiểu ký hiệu như thế này Đấy, chúng ta viết thế nào được Ta hiểu vấn đề chưa? Vậy sau người ta chỉ cần ghi I, R thế này là mình phải biết rồi Hoặc là O, gì đó Tức là đường tròn tâm Y hoặc là tâm O gì đó bán kính R Ta hiểu vấn đề rồi nhá. Đấy, nó chỉ là một tập hợp điểm thôi Đường thẳng cũng thế mà đường tròn Thế đường thẳng thì là tập hợp của vô số điểm Mà nó thỏa mãn một cái điều kiện nào đó Đúng không? Đấy nó thỏa mãn uh, uh, gì đó thì đường tròn này nọ thế thôi. Đấy, do đó để lập được phương trình đường tròn thì chúng ta cần chuyển điều kiện hình học IM bằng R thành một điều kiện đại số. Đấy, IM bằng R kia là điều kiện cách đều, đúng không? Cái đó là hình học. Bây giờ chúng ta sẽ cùng thực hiện hoạt động 1. Cho mặt phẳng tọa độ OC, OI đấy, cho đường tròn C, tâm Y tọa độ AB bán kính R trên hình 7.13 đã vẽ rồi. Khi đó, một điểm MXY mà muốn thuộc đường tròn C thì khi và chỉ khi tọa độ của nó phải thỏa mãn điều kiện đại số nào. Chúng ta sẽ cùng thiết lập điều kiện này và dẫn đến phương trình nhé. Thế giờ chúng ta dựa vào đúng cái điều kiện hình học thôi, đó là IM R. Đấy. Đứng trước mỗi một bài toán hình học này chúng ta chỉ cần viết được các cái điều kiện hình học sau đó chúng ta áp tọa độ tính toán vào thì đấy gọi là đại số hóa, các em hiểu chưa? Các em có như sau nào đường tròn c có tâm IAB ab bán kính r bây giờ điểm mxi muốn thuộc trên c thì sẽ phải tương đương với việc là thỏa mãn khoảng cách im bằng r khoảng cách thì các em học rồi ở đây khi các em còn nhớ khi giải các bài toán hình học liên quan đến khoảng cách thì người ta hay bình phương hay vế lên không tại vì khoảng cách là nó có chứa căn khoảng cách là căn vật hai của sau trừ trước tất cả bình ấy gì thì, thì bây giờ mình sẽ bình phương lên cho nó dễ tính để khử cái căn vật hai đi cho nó dễ Thế im bình này bằng r bình thế ra chúng ta chỉ cần lấy uh, uh, gọi là gì ấy nhỉ sau trừ trước tất cả bình thôi thế là xong. thế thì điểm M thì là XY thế còn uh, tâm Y thì AB người ta cho rồi Các em thay số vào nó ra Thế có phải là X chữ A không sau trừ trước tất cả bình ấy X chữ A tất bình cộng Y trừ B tất bình bằng R bình và cái phương trình này thầy tô màu vàng đây chính là một phương trình đại số mà nó thể hiện uh, phương trình đường tròn ở đây đấy em người ta gọi đây chính là phương trình uh, gì nhỉ phương trình chính tắc của đường tròn. Các ghi vào vở. Và. Đấy. Như vậy người ta nói đây này. Một điểm MXY mà muốn thuộc một đường nếu thực sự mà nó thuộc trên một đường tròn ký hiệu là C có tâm y AB bán kính R thì khi và chỉ khi nó phải thỏa mãn điều kiện x trừ a tất cả bình phương cộng y trừ b tất cả bình phương bằng r bình phương. Ta gọi đây là phương trình 1 và phương trình 1 này chính là phương trình của đường tròn C. Nếu gọi tên rõ ràng ra thì ta sẽ gọi đây là phương trình chính tắc. Để phân biệt hai dạng nhé, phương trình chính tắc và phương trình tổng quát. Các em nhớ, thầy đã dạy cả lớp cách phân biệt tên rồi. Em có nhớ là phương trình tổng quát thì học ở bên đường thẳng ấy, chúng ta phải chuyển hết vế sang, đuôi nó phải bằng không cơ, thì người ta hay gọi là phương trình tổng quát. Đúng không nhỉ? Còn cái phương trình mà thiết lập ban đầu và đuôi của chúng ta là R bình ấy, cái này gọi là phương trình chính tắc, các em để ý nghe kỹ tên nhé không là nhầm thực ra bây giờ muốn thu được phương trình tổng quát rất là dễ thôi các lớp sẽ phân tích tung cái hàng đẳng thức này ra sau đó chuyển về sang để cho đuôi bằng không thì ta sẽ có phương trình tổng quát thôi rất đơn giản các lớp hiểu được không đấy thế là xong nhé khi không nói năng gì thêm người ta viết ở dạng bình phương này này thì nó sẽ ngắn gọn dễ hiểu đỡ cần phải phân tích hàng thức tại vì cái việc phân tích thì không không yêu cầu không bắt buộc trừ khi nếu đề trắc nghiệm ấy người ta cố tình phân tích ra thì em phải phân tích ra thôi để thu gọn ta hiểu chưa Bây giờ chúng ta cùng làm ví dụ 1. Tìm tâm và bán kính của đường tròn C có phương trình x x 2 tất cả bình phương cộng với y cộng 3 tất cả bình phương bằng 16. Sau đó viết phương trình đường tròn C phẩy có tâm di 2 1 và bán kính gấp đôi bán kính của đường tròn C ban đầu. Giờ ok. Bài này là hai trong một đây. Thứ nhất, các em để ý vào đường phương trình của đường tròn C. Em nhớ là áp dụng công thức nhé. Chúng ta có nhớ là x trừ a đúng không x trừ x trừ đi tâm tất cả bình x trừ hoành tất cả bình cộng với y trừ tung tất cả bình như gì thì ở đây chúng ta sẽ đưa về cùng dấu trừ thì chúng ta sẽ thấy là x trừ hai như vậy là hoành độ là 2 y cộng ba ý muốn nói rằng là y trừ trừ ba đúng không đó như vậy chúng ta sẽ đọc được ngay đó là chúng ta đưa về y trừ trừ ba tất cả bình và 16 sáu ta đổi thành 4 bình đấy chắc chắn rồi đưa về tất cả bình phương đúng không ừ. Như vậy chúng ta đọc được ngay phương trình à ta đọc được các yếu tố của C là có tâm y là 2 3 bán kính R bằng 4. Về sau thầy dạy cho cả lớp cách này này em không cần phải viết lại khi y trừ trừ 3 đâu, cứ như lớp 1 ấy, cẩn thận quá, đúng không nhỉ? Viết thế này để cho nó nhìn nó rõ thôi. Còn theo thầy nhé về sau cả lớp đơn giản nhất là cả lớp cứ giải cho thầy từng cái 1 bằng 0. Ý thầy là em cứ giải cho thầy x 2 bằng 0 và uh, y cộng 3 em cho nó bằng 0 thế là xong. Ý thầy là như thế. Sau đó em nhẩm nhanh ra đó là x bằng 2 và y bằng âm 3 thế cho nó ngắn gọn nhớ chưa cho từng cái một bằng không thế là xong ý thầy là thế nhé và em sẽ khai căn cái số cuối cùng đây đây là cách hiểu nhớ luôn như thế nhé cho nó ngắn nhớ là đuôi phương trình thì nó phải là số dương nhé nếu mà âm phát thì phương trình này vô duyên ngay được chưa ta hiểu không đấy về sau cho luôn bằng không của thầy cho nó ngắn hiểu như thế đi cho nó dễ chứ không phức tạp lắm được Nhiều khi người ta cứ, phức tạp vấn đề mệt lắm. Và bây giờ em sẽ viết cho thầy phương trình đường tròn C' phẩy có tâm di 2 1 đề cho rồi. Bán kính R' phẩy lúc này bằng 2R chứng tỏ là 4 x 2 bằng 8. Chúng ta sẽ nhanh chóng viết được x A tất bình đúng không? Miệng mình sẽ đọc, còn tay mình sẽ viết. Thì x A tất bình có nghĩa là x trừ đi 2 tất bình cộng với y trừ trừ 1. Trừ trừ 1 có nghĩa là thành cộng 1 bình phương và kết quả bằng 8 bình là 64 đây cả lớp viết được rồi nhé rất là đơn giản nhớ là trừ trừ thành cộng là được nào ta rõ chưa? thế thôi đơn giản rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng làm uh, luyện tập 1 kem nhé luyện tập 1 tìm tâm và bán kính của đường tròn C có phương trình đây là phương trình chính tắc đúng không? x cộng 2 tất cả bình cộng với y trừ 4 tất cả bình bằng 7. Trả lời được không? Nhìn vào đây viết ngay cho từng cái một bằng 0. Thế đây là bao nhiêu? Trừ 2, 4 đúng không? Bán kính bao nhiêu? Căn 7. Người ta cho số 7 hơi vô duyên nhỉ? Không sao không, đúng không? Số hơi đẹp kệ đó. Không quan trọng lắm. Miễn là dương là được. Như mà chúng ta có ngay đường tròn C có tâm y trừ 2, 4 bán kính R căn 7 chốt nhá. Đấy là xong luyện tập 1. Các em có một cái nhận xét như thế này nếu phương trình một tức là phương trình chính tắc ban đầu ấy, các em phân tích tung các hạng đẳng thức này ra, sau đó các em chuyển về sang để cho đuôi bằng không, thì chúng ta sẽ thu được cái dạng đó là uh, các em có phân tích được hạng đẳng thức không? Có đúng không? Đơn giản, x bình trừ 2 ax đúng không nhỉ? Cộng a bình, rồi cộng với gì nhỉ? Uh, y bình trừ 2 bi, rồi cộng với b bình, đúng không? Và trừ luôn R bình bằng 0. Vậy người ta đảo lại trình tự, người ta sẽ viết theo lùi dần bậc từ cao về thấp. Người ta sẽ viết được như ở trên bảng. Đó là x bình cộng y bình trừ 2ax trừ 2bi. Và đằng sau người ta nhóm ghép các hằng số lại thì chúng ta sẽ có a bình cộng b bình trừ r bình bằng 0. Tại vì toàn bộ ba cái bọn đằng sau nó chỉ là hằng số thôi. Đấy, cái phương trình ở dạng 2 này thì các em để ý chúng ta nhìn vào ví dụ 2 thì các em biết là A, B và R là những cái hàng số rồi. Bây giờ toàn bộ cái ngoặc đằng sau sẽ là hàng số. Người ta sẽ ký hiệu thành một cái số mới là hàng số C. Và từ đó chúng ta sẽ thu được phương trình là X bình cộng Y bình trừ 2AX trừ 2BI và cộng C bằng 0. Trong đó C thì người ta đã lấy chính là bằng A bình cộng B bình trừ R bình. Đấy. Thế thì phương trình ở dạng 2 này người ta còn gọi là phương trình tổng quát các nhé. Phương trình mà sau khi phân tích tung tung xòe ra ấy, dạng này người ta gọi là dạng khai triển. Hay còn gọi là dạng tổng quát tại vì cứ cái phương trình nào đuôi bằng không ấy gọi là tổng quát cho thầy các em nhớ nhé. Nó tương tự như là đường đường tròn à đường thẳng. Hiểu được chưa? Đấy. Thì đây cũng được gọi là dạng 2. Thế thì trong ví dụ 2 người ta hỏi mình như sau. Cho A, B, C là các hằng số rồi, tìm tập hợp những điểm MXY thỏa mãn cái phương trình 2 này. Thế thì uh, chúng ta thấy đây có thể là một phương trình đường tròn đúng không các em? Nhưng mà có một câu hỏi đặt ra, liệu có phải phương trình nào có dạng này thì cũng sẽ là đường tròn không? Thì câu trả lời là chưa chắc các em nhé. Đấy. Nếu xuất phát từ phương trình chính tắc ban đầu là đường tròn rồi mà ta phân tích ra dạng này thì luôn luôn ta sẽ thu được phương trình đường tròn. Nhưng bây giờ từ dạng 2 này các em phải viết được đưa về dạng 1 mà nó hợp lý em phân tích và à, tức là ý thầy là em em nhóm ghép lại và đưa về được hạng đẳng thức mà nó có lý đưa về dạng một được mà đuôi của chúng ta là số dương thì sẽ được công nhận đấy là phương trình đường tròn còn trong các trường hợp nếu như nó rơi vào đuôi là số 0 hoặc là đuôi là số âm thì lúc đó nó có thể rơi vào một cái khác chứ chưa chắc đã là đường tròn các lưu ý đấy cái việc chuyển ngược trở lại thì chưa chắc đâu nhé thầy nhắc lại. Các phương trình mà có dạng giống như ở dạng 1 thì luôn luôn đấy là phương trình đường tròn. Nhưng không phải toàn bộ những phương trình ở dạng 2, dạng khai triển này này thì đều là phương trình đường tròn đâu, chúng ta sẽ cùng xem xét có những trường hợp nào nhé. Nào bây giờ chúng ta sẽ cùng để ý. Đúng nhỉ đại Tại vì phân tích ra thì nhìn thế này chưa biết được đâu. Bây giờ chúng ta sẽ cùng để ý là chia thành các trường hợp ra cho thầy để xem xem tập hợp những điểm M thỏa mãn cái này liệu nó có thể đưa về những cái gì? Đây, các em để ý. Phương trình 2 của em tương đương với việc đó là các em sẽ nhóm ghép lại cho thầy. Các em sẽ nhóm ghép lại để đưa về hàng đẳng thức. Đó là x chứa A tất bình cộng y chứa B tất bình rồi cộng với c trừ A bình trừ B bình. Ở đây là họ thêm bớt thôi. x bình hai 2Ax thì chúng ta phải mượn tạm A bình vào đây. Mượn tạm A bình. Xong một cái. Sau đó lại y bình trừ 2bi và lại mượn tạm b bình vào đây đúng không? Sau đó tí nữa em sẽ cộng c vào và em trừ giờ giả trở lại nó là trừ a bình trừ b bình bằng 0. Phử, từ cái này là nó tương đương với cái này, các nó công nhận không đã tương đương cái này. Đó và chúng ta sẽ đưa về dạng giống như ở trên bảng x trừ a tất bình cộng với y trừ b tất bình và các em có thấy không? Do c đây này này uh, họ đã ký hiệu là C bằng A bình cộng B bình chia R bình rồi Thì bây giờ toàn bộ cái cái đúng hệ số này giờ mình chuyển sang phải nhé Mình sẽ có ngay A bình cộng B bình trừ C Đây, thêm bớt và chuyển vế đưa về dạng này Tức là đang đưa từ dạng 2 về dạng mấy? Dạng 1 Xét một điểm Y có tọa độ AB Xét một điểm Y có tọa độ AB khi đó chúng ta đều đã biết là khoảng cách IM được tính bằng căn bậc 2. IAB ta tự gọi ra còn MXI ban đầu đề cho. IM chính là căn bậc 2 của x chữ a tất cả bình cộng y chữ b tất cả bình, chúng ta biết rồi. Ờ, với cái việc mà đưa về khoảng cách như vậy thì phương trình này chính là IM bình phương giống như lúc đầu thầy đã giới thiệu cho cả lớp đúng không? Công nhận chưa? Đây chính là khoảng cách IM bình phương. Còn bên này sẽ là một hằng số a bình cộng b bình cộng À, a bình cộng b bình trừ c là một hằng số vì a b c là số thực. Thì đây là phương trình 3. Rồi, có thực sự phương trình 3 này là phương trình đường tròn không? Thì nó chỉ có thể là đường tròn trong trường hợp thầy vừa dạy cả lớp xong là đuôi của chúng ta phải là số dương. Nhớ chưa nhỉ? Đấy, còn các trường hợp âm hoặc bằng không thì không phải đường tròn các em nhớ. Đúng rồi con đúng, không? theo đúng lý thuyết đấy. Như vậy chúng ta chia 3 trường hợp ra, nhớ Chợp 1, nếu như đuôi của chúng ta a bình cộng b bình trừ c là số dương thì tập hợp những điểm m mà thỏa mãn cái phương trình hai này đúng là một đường tròn tâm Y ab bán kính r và lúc này bán kính r sẽ được tính bằng căn bậc hai của cái đuôi đó dương thì mới khai căn được chứ đúng không bán kính làm sao bằng không được hoặc là âm thì nó thôi rồi đúng không đấy phải lưu ý đây cũng chính là điều kiện để về sau các em để ý cho thầy phương trình nào là đường tròn thì phải thỏa mãn điều kiện này tức là bán kính thì dương thế thôi đơn giản Trường thứ hai Nếu cái đuôi này bằng 0 Thì lúc đó khoảng cách IM bằng 0 Thì lúc đó điểm Y có vị trí trùng điểm M Vậy tập hợp uh, điểm uh, Các điểm M thỏa mãn trong trường này Rơi vào một điểm duy nhất Điểm M trùng với Y Tập hợp các điểm M thỏa mãn chỉ là một điểm duy nhất M sẽ trùng Y Các lớp hiểu chưa? đó Như vậy tập hợp lúc này sẽ là một điểm duy nhất là điểm Y cố định AV. À ok. còn trường cuối cùng, nếu như cái đuôi này âm thì tập hợp điểm M là tập rỗng vì cái phương trình này vô lý chả có cái điểm M nào mà thỏa mãn nào. bình phương khoảng cách IM ra số âm cả thì vô duyên đúng không đấy lúc đó nó sẽ chả có điểm M nào thỏa mãn thì là tập rỗng như vậy đấy em thấy không trong trường này thì người ta đã xét suy ngược lại người ta đã suy xét một cách rất cẩn thận từ một suy ra hai thì luôn là đường tròn nhưng từ hai suy về một thì chưa chắc nhá mà phải thỏa mãn thêm một điều kiện nữa thì các lớp chỉ cần nhớ ghi điều kiện này vào đó là a bình cộng b bình trừ c được không nhỉ? Đó, phải là số dương hẳn, dương quá hẳn. Được chưa nhỉ? Và cả lớp phải xác định được A B C từ phương trình đó. Các em để ý lên bảng, muốn đọc được cái A B C này nó cũng dễ thôi. Đúng không? Đó. Đây này. Cái phương trình ở dạng 2 x bình cộng y bình trừ 2ax trừ 2 bi cộng c bằng 0 muốn là một phương trình đường tròn thì khi và chỉ khi phải thỏa mãn điều kiện a bình cộng b bình trừ c phải là số dương khi đó chúng ta đọc được ngay tâm đường tròn c có tâm iab bán kính r kem khai căn luôn của cái đại lượng dương đó tức là căn bậc hai của a bình cộng b bình trừ c là sao muốn đọc được cái ab này nhá cả lớp để ý là chúng ta sẽ lấy các hệ số của xi kem chia cho trừ hai các em có thấy là đứng sau x bình cộng y bình thì chúng ta có trừ 2ax trừ 2bi không? Như vậy ab ẩn núp ở cái chỗ hệ số đó bằng cách là bây giờ ta khử bỏ cho trừ 2. Đúng không? Ta lấy hệ số A lớn chia trừ 2 hệ số B lớn chia trừ 2 thì chúng ta sẽ ra tâm IAB Còn C là cái hệ số tự do cuối cùng Các em phải nhớ để ý thật kỹ hệ số C có cả trường hợp C âm đấy Bây giờ chúng ta sẽ cùng làm luyện tập 2 Hãy cho biết phương trình nào dưới đây là phương trình của một đường tròn và khi đó hãy tìm tâm bán kính của nó Các lớp cùng suy nghĩ nhé Các em sẽ tìm đầy đủ ABC ra và thử điều kiện kia dương là được Sau đó khai căn một phát thì là ra bán kính Đúng không? Đó. Nào, à, câu A trước. Các em sẽ để ý thấy là câu A thì đây không phải là dạng của một phương trình đường tròn. Vì trong phương trình đường tròn thì hai hệ số đứng a à, hai cái biểu hai cái đơn thức đứng đầu ấy, nó chắc chắn phải là x bình cộng y bình rồi. Nếu bài toán à, câu A người ta lại cho em hệ số của y bình âm 1, người ta cho x bình trừ y bình để chết rồi. Đúng không? người ta lại, hoặc là x bình lại cộng 2 y bình các kiểu là thôi rồi là không cần làm nữa nhìn là biết là sai ở đây thì người ta cho bằng âm một nên không phải nhớ là hai hệ số đứng đầu của x bình y bình thường là phải bằng một nếu mà người ta cho hai hệ số ban đầu mà người ta cùng cho bằng hai hoặc là 3 gì đó thì cả lớp phải chia đều phương trình ấy để làm sao hệ số còn bằng 1 thôi cả lớp nhớ chưa đấy là một cái công việc đầu tiên thì cái a này không phải luôn trong uh, câu uh, b kem sẽ xác định được đó là a bằng một B bằng âm 2 Và C bằng 6 Các em nhìn vào phương trình sẽ thấy Thay số vào A bình cộng B bình trừ C sẽ bằng 1 bình Cộng âm 2 tất bình trừ đi 6 Các em tính toán ra thì đây là 1 cộng 4 Là 5 trừ 6 là âm Như vậy cái này không phải là phương trình đường tròn các em nhé Nhớ là đọc cái AB này dễ nhé Cái lớp lấy các cái hệ số của XY này Chia trừ 2 ở đây thầy đã ghi cho đây rồi Chuẩn thì phải chia trừ 2 nhé ừ, Nhớ như thế Cuối cùng câu C, chúng ta đọc được a bằng âm -3. Và b bằng 2. C cũng bằng 2 đúng không? Cần lớp xem kỹ xem phải chưa. Chúng ta cùng xem lại đường tròn nhá, đây này. Đấy, cho ta nhìn lại một lần nữa vào đường tròn. Đúng chưa? 6 chia -2 thì ra là -3. -4 chia cho -2 thì bằng 2. Đúng không nhỉ? Đó, và cuối cùng là C bằng 2 Ok, đấy Trừ 3 tất bình Cộng 2 bình, rồi trừ 2 Chỗ này là 9, 9 cộng 4 là 13 13 trừ 2, còn 11 là dương, quá chuẩn Nên đây là một phương trình đường tròn đấy Tâm Y, A, B, chính là trừ 3 2, bán kính R, thì chúng ta lấy căn Bằng 2 của số này luôn, tức là căn 11 Thế là xong, đơn giản chưa? Đấy, thế thôi, đúng không nhỉ? đấy Như vậy chúng ta làm được bài rồi đấy, ok Chúng ta sẽ cùng đến với ví dụ 3 các em nhé. Nào, đây là một bài toán rất là tiêu biểu đây. Đó là viết phương trình đường tròn C đi qua 3 điểm phân biệt đã cho trước. Điểm A 20, à, điểm B 04 và điểm C âm 73. Ok. Đó. Đường tròn này người ta còn gọi là cái đường tròn ngoại tiếp của tam giác ABC đúng không? Nếu bây giờ các em chứng minh được 3 điểm ABC là không thẳng hàng thì đường tròn đi qua 3 điểm này còn gọi là đường tròn ngoại tiếp một tam giác nào đó. Đấy thế chỉ cần 3 điểm là chúng ta có thể viết được phương trình đường tròn rồi. Vậy bây giờ các em để ý lại cho thầy. Đường tròn ngoại tiếp của tam giác thì chúng ta sẽ có tâm là gì? Tâm sẽ là giao điểm của ba đường gì? Thì chắc chắn các em phải nhớ rồi. Có một câu thầy đã dạy cả lớp trong những cái tiết học bài trước đó là nội 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 phân ngoại trực. Có nghĩa là giao điểm tức là tâm của đường tròn ngoại tiếp thì sẽ là giao điểm của ba đường trung trực nhà người ta gọi là nội phân ngoại trực. Đó, như vậy là ngoại là trực. Còn nếu mà muốn tìm tâm của đường tròn nội tiếp tam giác, tức là đường tròn ở trong ấy, tam giác thì lúc đó chúng ta lại phải viết phương trình của các đường phân giác. Đấy, nhưng mà đa phần chủ yếu hay đi thi thì người ta hay hỏi là uh, ngoại tiếp. Ngoại là ngoài, đúng không nhỉ? Đó. Vậy lúc này chúng ta sẽ có như sau. Cái này các em sẽ suy nghĩ trước nhé và chúng ta sẽ có lời giải. Thực ra khi làm bài các em chỉ cần viết phương trình hai đường trung trực của hai cạnh tam giác nào đó thôi, tại vì hai đường nó cũng đã cắt nhau tại tâm ngoại tiếp rồi. Ba đường thì kiểu gì nó đi qua rồi nhưng hai là đủ nhá. Ừ. Chúng ta sẽ viết hai phương trình đường trung trực của hai cạnh tam giác sau đó cho nó giao cắt nhau, giải hệ là chúng ta tìm ra tâm. Từ khi có tâm IAB rồi thì lúc đó bán kính sẽ là IA, IB, IC bằng nhau hết. Các lớp hiểu không? Ừ. Rồi như vậy chúng ta nhớ công việc làm bài nhé Nào. Các đoạn thẳng AB và AC thì lần lượt đầu tiên chúng ta phải tìm trung điểm của nó. Vì đường trung trực của một đoạn thẳng thì sẽ đi qua trung điểm và vuông góc với chính đoạn thẳng ấy. Chứ không 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 đi qua hai đầu đâu nhé, lưu ý. Như vậy chúng ta gọi M là trung điểm AB thì cộng lại chia đôi các em có M là 1 2, còn N là trung điểm AC, các em sẽ có ngay là trừ -5 phần 2, 3 phần 2. Bước 1 tìm xong trung điểm rồi. Bắt đầu chúng ta gọi hai đường trung trực ấy lần lượt là delta 1, delta 2. Các em nhìn thấy cách vẽ của người ta chưa? Vẽ rất là dễ đúng không? đi qua trung điểm và vuông góc luôn đấy, gọi là trung trực. Trung là giữa, trực là thẳng các em nhé. Ừ. Đường trung trực delta 1 của AB này sẽ phải đi qua điểm M12 và sẽ nhận luôn AB trừ 2 24 làm vectơ pháp tuyến. Vì nó vuông góc sẵn rồi, vuông góc sẵn rồi thì nhận luôn không cần phải đổi điếc gì nữa đúng không? Đúng không? Bình thường nếu mà chỉ phương các thứ thì 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 chúng ta mới cần đổi nhưng ở đây là do định hướng của nó Nó vuông góc sẵn rồi. Như vậy nhận luôn là pháp tuyến của mình. Các em sẽ thu gọn nó đi không nhất thiết phải lấy trừ 24 đâu. Các em có thể lấy 1 2 tức là ta chia đều tất cả cho âm -2 đi cho nó nhỏ bớt đi. Thì chúng ta nhận chúng ta sẽ nhận n1 1 2 là vector pháp tuyến. Như vậy viết phương trình tổng quát của delta 1 các em có. a nhân x x0 x đúng không? cộng b y y0 0. Tức là a là 1 nhân cho x, x 1 rồi trừ 2 nhân cho y trừ 2 bằng 0. Các em nhân tung ra thì chúng ta sẽ có là x trừ 2y cộng 3 bằng 0. Đấy, khi không nói năng gì thì thầy đã dặn cả lớp là chúng ta luôn luôn viết ở dạng tổng quát, đơn giản ngắn gọn mà chúng ta dễ tìm giao điểm. Hoàn toàn tương tự như vậy các em sẽ dựng được trung trực delta 2. Trung trực delta 2 của em của đoạn thẳng AC ấy, đi qua N âm 5 phần 2, 3 phần 2 và cũng sẽ nhận luôn AC trừ 9, 3 làm vectơ pháp tuyến. Tất nhiên rồi bây giờ mình sẽ chia tất cả cho 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 bao nhiêu? Cho trừ 3 đi, cho nó nhỏ gọn bớt đi. Thì chúng ta sẽ thấy là 3 âm 1. Vậy lúc này chúng ta nhận vectơ N2 nhé, 3 âm 1 làm pháp tuyến của mình. Dựng được phương trình là 3 đi trước nhân với x trừ trừ thành cộng 5 phần 2 rồi trừ 1 đi sau nhân với y trừ 3 phần 2 bằng 0. Chỗ này các em sẽ giúp thầy là chúng ta nhân tung xòe ra sau đó ta thu gọn. Thì các em có 3x trừ y cộng 9 bằng 0. Chỗ này ta cố gắng tự làm trước nhé. Chỉ là dựng hai phương trình đường thẳng thôi. Và sau đó chúng ta nói tâm y của đường tròn C này có phải là y này là một điểm mà nó cách đều ba điểm ABC không? IA bằng IB bằng IC cùng bằng bán kính R. Như vậy Y chính là giao điểm của hai đường trung trực Vì em có công nhận với thầy một điều là những điểm nào nằm trên đường trung trực Thì nó sẽ luôn cách đều hai đầu đoạn thẳng không? Y mà nằm trên trung trực của AB thì IA bằng IB Rồi Y lại nằm trên trung trực của AC thì IA lại bằng IC Từ đó kéo theo IA bằng IB bằng IC Đấy, tại vì trung trực là cách đều Ok đấy từ đó kem em bấm máy tính giải hệ hai cái này cho thầy thì đơn giản rồi nhỉ bài toán này giống ở trong phần vị trí tương đối hai đường thẳng thôi thì lúc này chúng ta sẽ nhớ là lấy máy tính bấm chuyển vế sang nhé. Không này không biết. X 2i các em chuyển sang thì nó sẽ bằng âm 3. Và 3x y các em chuyển sang bằng âm 9 nhé. Lấy máy tính bấm là ra là trừ 3 không. Ok không? Ừ. Và lúc này em sẽ tính bán kính để em tính đoạn nào được. IA, IB, IC đều được. Thì lúc này thì không còn khó nữa rồi. Chỉ là tính khoảng cách giữa hai điểm mà Y và A thôi. Các em lấy sau trừ trước căn bằng hai sau trừ trước tất cả bình ấy, thì chúng ta có được ngay là IA bằng 5. Chưa tính được không? Thử tự làm nhé. Lúc này dựng được phương trình của đường tròn C. Đấy, x trừ trừ 3 tức là x cộng 3 tất bình cộng y trừ 0 tất bình thì thôi không bỏ nhé. Như vậy là chúng ta có y bình thôi. bằng r bình bằng 25 như vậy là xong. Thì đây là cái cách có thể nói là tiêu biểu đơn giản nhé. Là dựng hai đường trung trực. Tất nhiên là chúng ta sẽ còn cách khác nữa cả lớp. Đây là mình đang uh, dựng ở dạng 1 đúng không? Cả lớp có thể dựng ở dạng 2. Dạng 2 là dạng gì nhỉ? Cả lớp có thể dựng ở dạng 2. Dạng 2 là dạng uh, khai triển, cái dạng uh, chính tắc. Ấy. À nhầm, dạng tổng quát, ấy, dạng dài dài. Các em có công nhận với thầy là chúng ta có thể gọi phương trình ở dạng này không? X bình cộng Y bình trừ 2AX trừ 2BI cộng C bằng 0. Các em có thấy là uh, nếu gọi đây là uh, phương trình của đường tròn C cần dựng, thì điểm A, điểm B, điểm C của em đều thuộc đường tròn C này. Thầy gọi đây là dạng 1 nhé. À dạng 2 đi. Đúng là dạng 2 rồi. Thế lúc này em sẽ giải hệ phương trình này ra. Em thay tọa độ ba điểm ABC này vào. Và chúng ta sẽ có một cái hệ phương trình em thay vào đây. Xong em bấm máy tính và giải ra ABC là xong luôn. Thầy thấy cách này cũng khá là nhanh. Cũng được đấy. Đấy. Được không? Được quá chứ. Ở đây chúng ta chỉ có ba tham số ABC và chúng ta lại có 3 điểm ABC B làm mồi rồi thay vào đây qua đâu thay đó mà à. giải hệ cẩn thận là được nhé chỉ cần giữ lại ABC ở một bên xong chuyển số sang bên kia lấy máy tính bấm sau đó kem thích thì chúng ta có thể chuyển uh, thêm bớt tay kép hàng đẳng thức để đưa về dạng kia thầy nghĩ là cả lớp làm được đây coi như là bài tập cho cả lớp nhé đây là cách hai kem các tự làm đưa về dạng uh, uh, tổng quát đó nào bây giờ để luyện tập cái phần này thì chúng ta cũng sẽ có một bài như sau, đó là luyện tập 3. Bài này thầy sẽ chữa cho cả lớp bằng cả hai cách. Các em nhớ suy nghĩ trước nhé. Đây là bài tập tiêu biểu quan trọng. Viết phương trình đường tròn C đi qua 3 điểm MNP. Điểm M 4 5. Điểm M N 2 1 và điểm P 3 8. Nào, bây giờ ta có hai cách. Cách 1. Gọi D và delta lần lượt là trung trực của hai đoạn thẳng MN và NP. Được không? Vẽ ra cho vui đấy, vẽ cho cẩn thận MNP Thì chúng ta dựng trung trực thứ nhất của MN nhé Và cái thứ hai là của NP Đúng chưa? Đúng không? Đó Các em sẽ gọi Y là trung điểm MN cho nó dễ Và gọi Z là trung điểm của NP nhé Thế thì cái tâm này tí nữa ta gọi là tâm gì nhỉ? Tâm O hay là tâm gì được? Lần này thì thầy sẽ gọi Y là trung điểm MN cho dễ nhé nào đường thẳng D của em là trung thực thứ nhất, đi qua trung điểm Y của đoạn MN và vuông góc luôn với MN Y các em sẽ lấy M cộng N chia đôi lại cho thầy như vậy chúng ta sẽ có 4 cộng 2 chia đôi và trừ 5 cộng trừ 1 chia đôi thì sẽ ra là 3 trừ 3 còn vector MN các em tính ra là sau trừ trước là trừ 24 nhưng mà ở đây đáng nghĩa là nhận MN làm pháp tuyến luôn nhưng mà do trừ 24 hơi to thì chia bớt đi chia cho trừ 2, như vậy còn có 1 trừ 2 và ta ký hiệu đây là ND Dùng luôn, đây là pháp tuyến của nó đúng không? 1 chữ 2 Lúc này các em dựng được phương trình tổng quát của D 1 nhân x chữ 3 Rồi chữ 2 nhân cho y cộng 3 Bằng 0 Tức là x chữ 2y chữ 9 bằng 0 Tương tự thì các em cũng sẽ dựng được phương trình của đường thẳng delta là trung trực của NP các em có thể gọi gì ra nhé, ví dụ thế Tự làm được không? Nhớ tự làm đấy Thầy sẽ cho phương trình luôn là x 7y Trừ 34 bằng 0 Cả lớp nhớ tự làm nhé, cố gắng lên Đấy chưa? Công việc của cả lớp đấy Rồi à, Từ từ, nếu chỗ này gọi là y rồi Thì chỗ này gọi cái khác đi Không, ở đây thầy lại dùng chữ gì rồi y Thì chỗ này các em sẽ dùng chữ gì đó Ví dụ như chỗ này chúng ta sẽ gọi Dùng chữ h đi h đi Vân vân, đó Gọi khác tên đi nhé, cho nó đỡ trùng và lúc này thầy lại gọi tâm là di rồi đây này tâm là gì cho nó đỡ trùng gọi di là tâm của đường tròn ngoại tiếp đấy đi qua ba điểm mnp này khi đó di chính là giao của d và delta tọa độ điểm di sẽ thỏa mãn hệ phương trình bây giờ cả lớp uh, giải hệ là ra x trừ hai y chuyển vế sang bằng 9 và x trừ bảy y chuyển vế sang bằng 34 các em lấy máy tính bấm ra di là trừ một trừ năm là xong Chúng ta hiểu được không? Ừ. Từ đó ta có ngay bán kính R chính là đoạn là GM chẳng hạn, di dị được. Di dị gì, 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 gì cũng được. Như vậy chúng ta có GM hay có lớp thử tính ấy, sẽ phải bằng 5 không? Vậy phương trình của mình sẽ là uh, x cộng 1 tất bình cộng với y cộng 5 tất bình bằng R bình là bằng 25. Đấy là cách 1 nhé. Cả lớp hiểu vấn đề chưa nhỉ? Đó, đấy là cách 1. Và tất nhiên rồi, thầy sẽ làm mẫu cho cả lớp cách thứ hai luôn. Cách hai ta sẽ gọi phương trình đường tròn cần tìm là C và chúng ta viết ở dạng 2 x bình cộng y bình trừ 2ax trừ 2bi cộng c bằng 0 nhưng chúng ta phải đặt thêm điều kiện ra ngay đằng sau để cho nó chắc chắn luôn. a bình cộng b bình trừ c phải là dương thì mới thỏa mãn được. Do ba điểm MNP này thuộc trên C thay vào ta có hệ phương trình. Đơn giản ngắn gọn thầy thấy cách này dễ hơn đấy. Nhưng mà cách kia thì nó đúng bản chất, cách kia là nó xác định ra chuẩn tâm bán kính Còn ở đây thì không cần đúng không? Ở đây chỉ cần tìm ra các cái tham số ABC là xong rồi Để Mỗi cách nó có cái điểm hay riêng Cả lớp thay cho thầy XY 4 5 vào tương tự 2 1 và 3 8 thay cẩn thận là được Cách này theo kiểu đại số đấy 16 cộng 25 trừ 8A cộng 10B cộng C bằng 0 Thay N vào là 4 cộng 1 trừ 4A cộng 2B cộng C bằng 0 Thay P vào là 9 cộng 64 trừ 6A cộng 16B cộng C bằng 0. Các em để hết ABC một bên. Chuyển số sang bên này. Thì, trừ 8A cộng 10B cộng C bằng âm 41. Trừ 4A cộng 2B cộng C bằng âm 5. Và cuối cùng là trừ 6A cộng 16B cộng C bằng âm 73. Lấy máy tính bấm giải hệ 3 phương trình 3 ẩn bằng nhất nhé. A bằng âm 1, B bằng âm 5 và C bằng 1. Các em thay lên đây chúng ta thấy thỏa mãn rồi nhé. Vì âm 1 bình lên là 1 này. Cộng với chỗ này là 25. Rồi trừ đi 1 thì kiểu dị dương thật. Đúng rồi. Vậy các em chỉ cần điền ABC vào đây. Thì chúng ta sẽ có phương trình cần tìm. Là x bình cộng y bình. Cộng 2x cộng 10y. Cộng 2x cộng 10y cộng 1 bằng 0. Sau đó các em sẽ thêm bớt tách ghép. Để đưa về dạng này. Thực ra thầy nói thật với cả lớp là không nhất thiết là cả lớp phải... Uh, làm từ từ để ra cái này đâu Cái này thì phân tích hạng đẳng thức là ra cái này Cái này chỉ cần nhóm ghép thêm bớt thôi Thí dụ như là x bình cộng 2x rồi Thì cả lớp chỉ cần uh, cộng một Thì nó ra hạng đẳng thức là x cộng một bình rồi này Đây là y bình uh, cộng 10y Thì chắc chắn là phải cộng với 5 bình là 25 rồi Thì cả lớp sẽ cộng đều hay vế vào 25 là xong Thêm bớt là nó ra luôn đi mà Hai cái dạng này nó chuyển đổi nó dễ Chúng ta hiểu không? Ừ. Chúng ta nhớ lời thầy dặn nhé Ờ, như vậy chúng ta cũng sẽ thu được phương trình giống như là cách 1 Ok hết Quá chuẩn Nào ta hiểu bài toán này chưa? Đấy, thầy làm mẫu cho như thế Nào, bây giờ chúng ta sẽ đến với Một cái vấn đề cuối cùng Đó là cái bài toán vận dụng thực tiễn Vận dụng 1 trong bên trong một hồ bơi, người ta dự định thiết kế hai bể sục nửa hình tròn bằng nhau và một bể sục hình tròn hình 7.15A để người bơi có thể ngồi tựa lưng vào thành các bể sục thư giãn, ok. Hãy tìm bán kính của các bể sục này để tổng chu vi của ba bể là 32 m mà tổng diện tích chiếm hồ bơi của ba cái bể sục này này, đấy là nhỏ nhất. Trong tính toán người ta lấy sấp xỉ gần bằng là pi sấp xỉ là lấy luôn 3,14. Độ dài chúng ta tính theo mét và làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai, tức là sau dấu phẩy hai chữ số đấy. Sau đó các em sẽ nghe hướng dẫn của bài toán này đặt ra nhé. Người ta gợi ý cho em rồi. Các em cùng nghe. Ở đây chúng ta thấy là bán kính của các cái bể sục này nó khác nhau nhé. Cái, cái, cái đường tròn to kia thì nó khác Mà hai cái đường tròn con con kia nó cũng khác Nhưng mà hai cái đường tròn nhỏ nhỏ kia Thì có bán kính bằng nhau Tổng chu vi các em biết rồi, chu vi không đổi Chu vi tức là tổng độ dài của các cái đường đó ấy. Tổng chu vi tức là Một cái đường tròn này Và hai cái đường tròn nhỏ này Có hiểu không? Tổng chu vi của nó Là là độ dài Tổng của các cái đường Đường cong và đường thẳng thế này Thì không đổi là 32 rồi, bây giờ em phải thiết lập ra một cái biểu thức Tính toán uh, diện tích Đúng không nhỉ? Tính toán diện tích để làm sao cho nó là nhỏ nhất nào bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe gợi ý Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe gợi ý của bài toán nhé Nào bây giờ chúng ta sẽ nhìn vào hình vẽ 7.15B Gọi bán kính của bể hình tròn và bể nửa hình tròn tương ứng lần lượt là x mét và y mét Ta hiểu không? Khi đó tổng chu vi ba bể là 32 m khi và chỉ khi nào bây giờ chúng ta nhờ vào dữ kiện 32 mét này chúng ta sẽ lập được một phương trình. Thầy đố cả lớp biết tại sao người ta lại dựng được phương trình là 1,57x cộng 2,57y trừ 8 bằng 0. Cho nên người ta làm rất tắt luôn. Đọc không hiểu luôn. Được chưa? Thầy sẽ giải thích cho cả lớp nhé. Chỗ này nghe từ từ bình tĩnh không, không hiểu đâu. Chu vi của cái này thì ta gọi là đây bán kính này thì ta gọi là x cái gì? Còn cái bán kính này Người ta gọi là y đúng không cả lớp? Đó, nghe kỹ nhé, không chỗ này người ta hơi hơi khó. Rồi đây chúng ta vẽ tượng trưng tương đối thôi. Bây giờ chu vi của đường tròn thì được tính bằng công thức gì? Chu vi thì đã bằng à, 2 BR công nhận không đã? Đây là chu vi. Chu vi của một cái đường tròn thì là 2 BR. Như vậy là chúng ta sẽ có đường tròn này thì sẽ là 2 B nhân x cộng với uh, cái đường tròn này nhưng mà em có công nhận với thầy là chỗ này chúng ta sẽ chỉ có chu vi của nửa đường tròn đấy không? Cái đoạn cong cong này là nửa đường tròn, nhưng này cộng tiếp với nửa đường tròn đấy nữa thì chung quy lại là vẫn đủ một đường tròn gộp lại. Ví dụ thế. Hai cái nửa này bằng nhau mà. À, như vậy là chúng ta sẽ có tiếp tục là 2 bi Tại vì cái cái cong này và cái cong này gom lại thành một đường tròn như vậy là 2 bi nhân y. Liệu đến đây đã xong chưa? Cẩn thận thiếu đấy, có trả lời là chưa đủ chu vi của cái anh chàng này nó còn thiếu cái thành bể chỗ này nữa hai đoạn này là đoạn thẳng các em nhé nhưng mà nó vẫn là chu vi đúng chu vi là phải cộng tất cả độ dài của cả cái hình đó lại chỗ này rất nhiều bạn sẽ không hiểu là tại sao thì chu vi của cái chỗ đó là phải tính theo cả ngoài cái đoạn nửa đường tròn phải tính thêm cả cái đường kính ấy chứ đấy là đường kính đấy nhưng mà nó vẫn tính là chu vi đúng chưa đó. như vậy phải cộng tiếp với cộng tiếp với cái chỗ này là có phải là đường kính chỗ này là hai y không 2I. Thế mà nhân lên thì là 4Y Thì tất nhiên chúng ta mới có là chỗ này là bằng 32 Sau đó cả lớp sẽ chia đều tất cả cho 2B Cả lớp lấy 32 chia bỏ 2B mà xem Tức là chia bỏ cho 2 lần của 3,14 Vì đề bảo mình thế mà Thì có đúng là chúng ta sẽ ra là đây này Đúng không nhỉ? Nào Ờ à, chia tất cả cho bao nhiêu? Ở đây tổng chu vi đây rồi cộng cái này 2y cộng 2y là 4y đây rồi đúng bằng 32. Chia cho bao nhiêu để nó ra là 8 à quên. Chỗ này nhìn vào đây là biết ngay là phải chia cho 4. Chia 4 các em ạ, à. Kem các em chia 4 cho thầy. Ở đây không phải chia mỗi 2 vi thôi đâu mà họ chia hẳn 4 luôn. Chúng ta lấy 2 x 3,14 các em chia hẳn 4 luôn cho thầy. Để cho cái hệ số kia Chia hẳn 4 luôn nhé Thì chúng ta sẽ thu được ngay kết quả chỗ này là 1,57 Thật, ý là thế 1,57x, các lớp hiểu chưa Đúng chưa Đó Chỗ này 1,57 2B này này Chia cho 4 là 1,57 Rồi để cộng với 4 Thì chúng ta sẽ có ngay là Ờ uh, 2y chia 4 giờ cộng với 1 quên sorry cộng 1. Tại vì 4y này chia đều tất cả cho 4 thì còn có cộng thêm 1 vào thì nó sẽ ra ngay là 2,57 này. Chỗ này người ta làm hơi tắt. Và bên này bằng 8 thì trừ đi 8 bằng 0. Như vậy phương trình sẽ rất là đơn giản ngắn gọn. Nó cần lớp hiểu chưa? Mới đầu mình không phân tích ra là mình sẽ không biết tại sao có cái phương trình này đâu. Các em chia 4 nhá xong gom x y lại là ra nhá. Thì đấy, chúng ta đã thiết lập được một phương trình đầu tiên. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ gọi tổng diện tích của ba bể sục này là SC m vuông và chúng ta sẽ có kem để ý thiết lập diện tích cũng là một cái nữa này. Diện tích của hình tròn thì bằng gì? BR bình như gì? Thế? thế thì ông này là BX bình, ông này là BX bình. Còn ông này là hai lần của B BI bình. Đúng không? À nhưng mà các em để ý ông này chỉ là bi bình thôi vì hai đường tròn này nó chập lại là một hiểu chưa nên chỉ có bi bình cộng bi bình thôi là như thế thế thì bi là 3,14 các em sẽ uh, lấy sc chia bỏ cho 3,14 thì bên kia sẽ đây chúng ta có ngay x bình cộng y bình bằng sc chia 3,14 vào cả lớp hiểu được rồi nhé đây là thiết lập diện tích của nó chỗ này phải hiểu đã nhá rồi giờ vẽ đường tròn ra thì đây là một đường tròn tâm O, x trừ không tất bình mà cộng y trừ không tất bình thì đấy chứng tỏ đường tròn này có tâm O không và bán kính R các em khai căn cái cuối cùng thì có phải là bán kính R bằng căn bậc 2 của SC trên 3,14 không? Như vậy trên mặt phẳng tọa độ OXY chúng tôi vẽ ra một đường tròn C đúng không? Thỏa mãn cái điều kiện kia là tâm O không bán kính R là căn của SC trên 3,14 và em có thấy là công nhận là cái đường tròn này thì tâm cái đường tròn cái 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 phương trình này thì mình gọi là phương trình 1. Còn cái phương trình của cái đường tròn cái phương trình số 2 này, này thì gọi là phương trình 2. Thế thì cái đường thẳng này thì cố định không đổi rồi. Tại vì cái đường thẳng này chúng ta vẽ ra hoàn toàn xác định này, chúng ta có ax cộng by cộng c bằng 0 thì đường thẳng này là cố định không đổi rồi. Đường thẳng không thay đổi nhé. Còn đường tròn thì sẽ thay đổi được ở chỗ là nó phụ thuộc vào cái đuôi của nó là SC trên 3,14 người ta đang yêu cầu gì? Người ta đang yêu cầu tìm điều kiện để sao cho tìm x để sao cho cái SC này là là min nữa gì? Là nhỏ nhất. Thế thì chứng tỏ rằng là R này phải là min nhất. Vì R thì là căn bậc hai của cái đống này. SC mà min để kéo theo bán kính R là min. Vậy bây giờ có nghĩa là cái đường tròn này nó đang uh, có thể là phồng to thu nhỏ. Bây giờ thầy đố cả lớp biết là bán kính R uh, sẽ bằng một đoạn bao nhiêu thì là min nhất nhưng phải thỏa mãn điều kiện là hai cái đường thẳng và đường tròn này phải cắt nhau. Tại vì x của em là hai ẩn đang thỏa mãn một hệ hai dữ kiện. Dữ kiện 1 cố định rồi và dữ kiện 2 thì đang di động đang thay đổi. Thì bây giờ ta phải tìm điều kiện để cho hai cái đường này, đường thẳng và đường tròn này phải ít nhất là có một điểm chung. Phải có giao điểm thì mới tìm ra được cái x y. Đang tìm x y mà bây giờ không có giao điểm là chết rồi. Nhớ chưa? Như vậy là bắt buộc là chúng phải cắt vào nhau nhưng lại phải thỏa mãn sao cho cái bán kính R này là nhỏ nhất. Vậy từ đây dẫn đến vị trí tương đối nào giữa hai hai bọn này? Đấy thì có thể chỉ có thể rơi vào cắt tại hai điểm phân biệt hoặc là tiếp xúc nhau tại một điểm. Nhưng rõ ràng ở đây chúng ta thấy ngay bài toán này muốn tìm R nhỏ nhất để cho hai cái đường này có ít nhất một điểm chung. Mà lúc này hoành độ tung độ đều phải là các số dương cả lớp nhé. Tại vì xy của em có điều kiện là dương mà, thì lúc này chúng ta phải, phải rơi vào trường hợp tiếp xúc, chúng sẽ tiếp xúc nhau, đường thẳng và đường tròn sẽ tiếp xúc nhau tại một cái điểm mà H nào đó, ví dụ như thế, công nhận không? đấy, thì nó sẽ có một cái giao điểm và lúc đó các cái giao điểm của nó hoành độ x y sẽ là số, nó sẽ là cái số dương, các em có nhận ra điều này không? đấy, rõ chưa? còn nếu như bây giờ nhá, em để ý nếu như mà nó mà cắt vào hai điểm phân biệt thì rất có thể nó sẽ tạo ra có cái âm đấy và lúc đó bán kính của nó lại không đảm bảo thỏa mãn được là 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 nhỏ nhất đấy cắt vào vị trí nào mà bây giờ hoành độ tung độ mà phải ra dương cơ đường thẳng kia chúng ta vẽ được nhé một cách tương đối không? có thể vẽ bằng tương đối bằng tay hoặc là vẽ bằng cái phần mềm uh, trên các phần mềm vẽ toán đấy tuy nó hơi xấp xỉ một tí nhưng mà vẽ được chuẩn rồi các lớp hiểu được không? Ừ. Đấy thì chúng ta sẽ trả lời bài toán như sau Nếu bây giờ em mà cắt vào hai điểm phân biệt, em sẽ để ý thấy như ở trên hình vẽ này chẳng hạn thì nó sẽ cắt vào có thể là sẽ cắt vào hai chỗ AB nào đó. Nhưng mà lúc đó thì bán kính có thể chưa phải là đạt là nhỏ nhất và không thể thỏa mãn được là 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 xy có thể là ra dương hết. Đúng không? Diện tích này nhỏ nhất khi và chỉ khi là bán kính R lúc này phải nhỏ nhất. Điểm MXY thuộc trên đường thẳng delta, đồng thời M cũng thuộc trên đường tròn C. Bài toán này sẽ được chuyển thành đó là tìm ra cái R nhỏ nhất để cho hai cái đường này có ít nhất một điểm chung. Khi đó tương đương với việc chỉ có thể là tiếp xúc thôi. Ngắn nhất thì chỉ có đưa về vuông góc là ngắn nhất cả lớp. Theo phương pháp đã học rồi. Chúng ta có nhớ cho các bài toán về khoảng cách không? Cứ vuông góc là ngắn nhất. Khoảng cách hình chiếu ngắn nhất. Chiếu vuông góc xuống luôn luôn là ngắn nhất. Thế là xong. Như vậy lúc này tương đương với việc đó là Uh, delta sẽ phải tiếp xúc với đường tròn C tại một điểm và lúc đó thì cái điểm M sẽ trùng vào cái vị trí điểm H. Điểm H lúc này chính là hình chiếu vuông góc của tâm O chiếu trên đường thẳng delta. Đúng không? Vì lúc đó ta kẻ được OH vuông góc vào delta. Lúc đó OH chính là bằng R là nhỏ nhất. Nhớ là phải có có nhất một nghiệm nhé, Đấy, đúng không? Có nhất một điểm và hoành độ tung độ phải là số dương. Đấy, nhớ là xét đầy đủ các trường hợp ra, em sẽ thấy chỉ có trường hợp này là thỏa mãn thôi, là min thôi. Đấy. vuông góc là ta nhớ đến hình chiếu, à, ngắn nhất người ta nhớ đến hình chiếu là được. Như vậy lúc này bản chất là chúng ta sẽ dựng phương trình đường thẳng. Em có thấy là dựng theo kiểu là dựng tiếp tuyến không ừ. Ta sẽ dựng cho thầy cái phương trình à, cái 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 đường thẳng này này, cái dạng cái cái này này, anh chàng này chính là tiếp tuyến của đường tròn rồi. Vậy bây giờ các em chỉ cần dựng cho thầy phương trình đường thẳng OH sau đó OH này giao cắt với dựng cái phương trình đường thẳng OH này. OH này nó cắt cái đường thẳng này tại đâu? Đây cứ gọi là delta đi cho nó dễ. Thì OH này cắt delta tại đâu thì đấy chính là giao điểm cần tìm và nó tại chỗ đó chính là tiếp điểm thì nó sẽ thỏa mãn là ngắn nhất. Chứ nếu mà cắt tại các trường hợp khác ta nối vào bán kính kiểu gì nó vẫn dài hơn. Đường vuông góc ngắn nhất mà có các cái đường xiên khác ấy, khi kéo ra. Thí dụ như thế này, nó cắt vào đây như thế này chẳng hạn thì các cái bọn khác kiểu gì các cái đoạn này nó cũng sẽ bị dài hơn cái đoạn vuông góc. Có lớp hiểu không các cái đoạn khác thì kiểu gì nó cũng sẽ dài hơn. Như vậy thiết lập ra phương trình đường thẳng OH thì không khó nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ dựng được vectơ chỉ phương U của OH thì sẽ là 1,57 và 2,57. Tại sao? Vì OH này của em thì vuông góc với đường thẳng delta này Vuông góc thì sẽ nhận luôn vectơ pháp tuyến của delta làm vectơ chỉ phương của mình công nhận chưa? Ờ, à, dựng vuông góc với đường thẳng này mà. Như vậy chúng ta sẽ nhận luôn cái anh chàng 1,57, 2,57 này làm chỉ phương của mình. Và bây giờ ta phải đổi ngược đi. AB ta phải đổi thành trừ BA hoặc là B trừ A thì chúng ta sẽ đổi được và tạo ra vectơ pháp tuyến của đường thẳng OH chính là 2,57 và trừ 1,57. Từ đó ta dựng được phương trình OH. Do đường thẳng này đi qua O Vậy nên là cái hệ số tự do cuối cùng C là ta sẽ tìm ra được bằng 0 thôi. Tức là 2,57x 157 y bằng 0. Bây giờ chúng ta giải hệ là xong nhé. Dựng đường thẳng này thì không khó. Thế nó đi qua ô mà, nên nó dễ. Từ đây chúng ta đọc được ngay tọa độ điểm H sẽ là nghiệm hệ phương trình. Các em bấm và chuyển vế sang thì x sẽ bằng 1,38 và y bằng 2,27. Kết luận, bán kính của bể tròn là 1,38 và bể nửa hình tròn Sẽ là 2,27 mét Ta hiểu vấn đề chưa? Đấy, đây là một bài toán rất thực tế Rất hay. Người ta đã gợi ý cho mình cái định hướng Làm bài rồi nhé Đấy. Ở đây cũng là một cái bài mà người ta Gián tiếp nói về cái việc đó là liên quan Đến uh, Tiếp tuyến đúng không? Cho tiếp tuyến rồi Và dựng đường thẳng Theo kiểu như đây là đang tìm tiếp điểm Đấy. Thì nhớ là những bài toán nào liên quan đến tìm uh, Các cái khoảng cách ngắn nhất thì thường Đã đưa về hình chiếu Đúng không? Chiếu trên cái cái, cái thì hình chiếu của điểm ấy, chiếu xuống là xong Rồi, các bạn và các em thân mến. <laughs> như vậy là chúng ta đã học xong bài ngày hôm nay. Tiết 1 về phần đường tròn trong mặt phẳng tọa độ đến đây là kết thúc thành công kem em nhé. Đấy. Các em sẽ uh, làm trước cho thầy các bài tập đi và chuẩn bị cho thầy cái phần uh, uh, tiết 2 trước để sắp tới chúng ta học được là hiệu quả nhất thầy chúc các bạn và các em sẽ luôn hiểu được bài thật là tốt và sẽ gặt hái được nhiều kết quả thật là cao. Xin hẹn gặp lại các em trong bài giảng sau.